Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay bên em vừa về được một chiếc Toyota Avanza bản số sàn màu bạc anh tím. Thì nhiều màu này cũng là màu mới của Toyota ấy, nhiều anh chị cũng chưa biết về màu này. Thì em sẽ làm video để giới thiệu về ngoại thất chiếc xe màu anh tím này, cũng như là giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Avanza. Thứ nhất thì Avanza được phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và hai phiên bản lần lượt là bản số sàn, trước mắt chúng ta đây là bản số sàn, có giá nhất là 548 triệu, bản số tự động sẽ có giá niêm yết là 588 triệu. Thì nó giá khá là hợp lý cho một phiên bản xe 7 chỗ. Thì đây anh chị xem, khi mà ở ngoài trời này thì cũng không nắng lắm, nhưng mà anh chị sẽ xem cái màu xe nó như thế nào nhé. Xe Avanza này thì được nhập khẩu về cùng đợt với cả xe Veloz Avanza, hay còn gọi tên khác là Premio, xe 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc. Hai phiên bản số sàn hay số tự động thì cơ bản với các option lại giống nhau, nó khác nhau một chút về cái cảnh báo đèn mù trên gương, một vài cái tính năng nhỏ nhỏ. Còn lại về nội ngoại thất và ngoại hình thì nó cũng giống nhau thôi, đều được có đèn full LED chia khoang này, có đều có đèn sương mù này, và ngoại thất giống nhau. Nhiều anh chị cái xe này mình phải ngó vào trong cần số mới biết nó là số sàn hay số tự động. Còn nội ngoại thất thì giống y hệt nhau. Em sẽ tính cho anh chị về cái giá lăn bánh thời điểm hiện tại. Thứ nhất là phiên bản số sàn này thì có giá niêm yết là 548 triệu, cộng với tiền thuế 10% là 54,8, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm và trừ đi giảm giá thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 600 tròn giá lăn bánh. Tầm 600 tròn mà mình có một chiếc xe 7 chỗ gầm cao nhập khẩu thì em nghĩ là nó cũng hợp lý. Và cái thời điểm giá lăn bánh này thì nó còn thậm chí nó còn chỉ ngang với một chiếc CMC với một chiếc Vios E bản số tự động. Còn rẻ hơn cả bản số bản G, nó ngang giá bản E số tự động thôi. Nhưng mà đây là bản số sàn nên anh chị nào mà thứ nhất là mua xe để kinh doanh, và cái thứ này có gì vui không? Và thứ hai là mua xe để kinh doanh, thứ hai là chạy gia đình đông người ấy, thì chiếc xe này nó khá phù hợp. Còn để trả góp thì bên em là hỗ trợ tối đa vay lên đến 80% giá trị xe. Anh chị lưu ý riêng là 80% giá trị xe nhé, có nghĩa là 80% của 54,8 triệu, có nghĩa là anh chị chỉ cần trả trước 20%, tương đương với 109 triệu 600. Em sẽ làm tròn thành 110 này, cộng với cả chi phí đăng ký đăng kiểm thì anh chị bỏ ra số tiền khoảng 170 triệu, 180 triệu, thì là anh chị có thể lăn bánh chiếc này ra ngoài đường. 180 triệu đã bao gồm cả bảo hiểm là có thể lăn bánh chiếc này ra ngoài đường. Thời gian vay tối đa thì em hỗ trợ thời gian vay tối đa là lên đến 7 năm, 84 tháng đấy ạ. Và trong khuôn khổ xe mới về và em làm video nhanh như vậy, anh chị nào cần em hỗ trợ thêm về cái xe cũng như là về các thông tin khác về xe có thể liên hệ giúp em, có hotline em để trên màn hình. Xin hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.